nào lời nguyền cũng thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Dự án đó rất khả thi. Tôi nghĩ là chúng ta nên tham gia bỏ thầu. Khả năng trúng thầu sẽ rất cao. Ok. Em chào anh. Cảm ơn cưng. Cô ơi! Cấp cứu! Chúc mừng em đã khỏe trở lại nha. Ừ, cảm ơn anh. Ủa, mà nè, ở công ty đủ thứ chuyện, làm sao qua đây chi vậy? Công việc thì làm cả đời mà, chứ mấy khi được chở người đẹp chứ. Mệt ghê á. Em khỏe rồi, em bắt taxi về được mà. Đi qua cho mất công không biết nữa. Ừ, bắt taxi chi cho tốn tiền. Có xe ôm miễn phí thì không chịu hay sao? Giỡn hoài à. Mà anh, tới giờ em vẫn chưa hiểu tại sao em lại bị tai nạn nữa. Vì yêu anh, em sẽ làm tất cả. Vì yêu anh, em sẽ làm tất cả. Anh Hả? Anh suy nghĩ cái gì vậy? Đâu có gì đâu, bình thường mà. Thôi, em xếp đồ lại đi. Lên sách cho. Đi về. Để có hai người vui vẻ được bao lâu? Nhìn ngon trai ha. Lại là chị nữa hả? Sao? Chán nhìn cái bản mặt này lắm hả? Chán á thì đưa tiền ra đây. Chị ơi, tháng này em bị kẹt tiền á. Có gì chị thư thả cho em tháng sau nha. Mày cứ hẹn hoài à. Thôi được, nể tình cái gương mặt xinh đẹp này. Mà nè, chị thấy mày đẹp gái vậy á, sao không biết tận dụng vậy? Khối thằng phục tùng em đó. Chị thôi đi, có gì em tìm chị sao? Em xin phép. Nghèo bị đặt sĩ diện nữa, sướng không biết đường sướng. Tao chỉ nói vậy thôi, tùy mày vậy. Mà nè, nhớ đúng hẹn nha. Em biết rồi.
Dạ đúng rồi. Tưởng thế nào, hóa ra cũng là người đi dê dãn bột người khác. Tôi đang nói cô đó. Em? Ừ? Chị ơi, chắc gì lộn ai rồi. Chứ em đâu có biết chị là ai đâu. Cô chính là Trà, làm tạp vụ ở quán cà phê đúng không? Dạ đúng rồi, đúng là em tên Trà. Nhưng mà em không có làm tạp vụ. Tôi nhầm. Thì cô đi bưng bê, sẵn tiện dê dãn khách luôn, đúng không? Nè chị, đúng là tôi không biết chị là ai, nhưng mà chị nói chuyện với người khác, chị phải biết tôn trọng chứ. Đối với cái loại người như cô, chuyên đi cướp bộ của người khác, mà đòi tôi phải tôn trọng hả? Tôi không biết là giữa chị với bạn trai của chị có chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi chị nói chuyện với người khác, chị phải cẩn trọng lời nói của mình. Nè, tao nói cho mày biết nha, muốn sống á thì khôn hồn mà né xa anh Tuấn của tao ra. Đừng có để tao gặp mặt mày lần nữa. Nếu không thì cái gương mặt này. Chào chị. Chào chị. Chị là ai? Tôi là người nhắn tin cho chị. Và tôi nói cho chị biết, tôi cũng là người vợ hợp pháp của anh Dũng. Chị qua lại với chồng tôi lâu chưa? Chị nói ai qua lại với ai? Tôi nói chị đó. Chị nhìn đi, một người đầy nhân cách như tôi lại làm kẻ thứ ba. Chị lầm rồi. Đây có phải số điện thoại của chị không? Đúng rồi. Chị nhắn tin dồi tiền chồng tôi mà chị nói chị đầy nhân cách. Nghĩ mà nực cười quá. Tôi nhắn tin á là đòi chứ không phải vòi. Chồng tôi làm gì mà thiếu nợ chị? Chồng chị không thiếu nợ tôi mà người ta thiếu. Người ta nào? Mà tại sao chồng tôi phải trả? Thì con bé Trà xinh đẹp đó. Chào cô. Chào ông. Bé Trà nợ cô bao nhiêu tiền vậy? Con Trà nợ tôi bao nhiêu tiền liên quan gì tới ông? Tôi sẽ trả nợ cho bé Trà. Thiệt không? Nhắm bề ông trả nổi không đó? Số tiền rất là nhiều. Đây là số điện thoại của tôi. Cô hãy nhắn số tài khoản của cô và số nợ của bé Trà vào đó ha. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Trâu già khoái gặm cỏ non. À, thì ra chồng chị nuôi nhân tình trẻ. Chị, không ngờ hơn 20 năm ông lại phản bội tôi. Trong chuyện tình cảm giữa anh và em, cha quan tôi không có lỗi gì hết á. Em đừng có tới đây mà kiếm chuyện người ta. Với lại ở đây á là chỗ làm ăn của Trà, em tới em là mất mặt người ta sao được. Sao anh cứ mở miệng là anh nói Trà vậy? Anh có bao giờ quan tâm tới em không hả? Chính cô ta là người làm cho em đau khổ nè. Không được, em phải lấy lại những gì thuộc về em. Anh tránh ra. Đi thôi. Đi. Anh đưa em ra. Cô cướp tiền của chồng tôi, cô cướp người yêu của con gái tôi. Cô nghĩ cô giỏi lắm sao?
Trà, Trà ơi, đừng. Trà. Anh à, anh. Ban ngày em đi đâu với anh Trà mà bạn đi bên mơ anh Trà hoài vậy? Trà nào, nằm mơ sao gọi được tên. Thôi không có gì đâu, em nằm xuống ngủ đi. Ngủ đi. Triệu. Ôi mẹ, sáng sớm mẹ kêu con chở mẹ đi đâu vậy? Thì lấy tiền của ba con chứ gì đâu. Ông mới vay 100 triệu cho nhân tình ông đó. Hả? Ba có nhân tình hả mẹ? Ừ. Đi đi, nhanh lên nhanh lên. Ê kìa, ai giống giống Tuấn đó kìa. Dạ, anh Tuấn. Nó. Trời ơi, dám dẫn nhân tình tới công ty nữa. Cô ta là nhân tình của ba đó hả mẹ? Chứ còn ai nữa? Lại là cô. Kỳ này ta bắt tại trận cho biết. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Mẹ, nghe con nói nè. Dù gì ở đây cũng là công ty của ba. Có cái gì mình về nhà nói. Con cứ vậy hoài. Tại con hết trơn á. Bực bội hả? Hồi nãy phải để cho mẹ vô đập với một trận. Má, con nói má nghe nè. Bây giờ hả, anh Dũng anh hư dữ lắm. Anh ra đường á, mèo mã gà động ngoài đó. Rồi bây giờ hả, anh cặp bồ với một con hả, nhỏ hơn cháu của má nữa. Má nghĩ sao? Bây giờ má phải dạy con cách nào đi. Chứ bây giờ con bó tay rồi đó. Nội, còn con nữa nè. Con nhỏ đó, nó cũng giật bồ của con nó đó bà nội. Bây giờ má xử lý như sao đi má? Mẹ, có khi nào nó âm mưu lừa đảo gia đình mình không mẹ? Kìa, anh Dũng. Sao hồi sáng này á, em nói với anh á, bữa nay về sớm để chở hai mẹ con em đi công chuyện mà sao giờ này anh mới về? Công việc của tôi ở công ty bù đầu bù cổ kìa. Ở đó mà chở cái gì? Nhờ tài xế nó chở. Công việc á, bù đầu
hay là anh mắc qua nhà con Trà chở nó ăn phở? Bà nói gì kỳ lạ vậy? Tôi cấm bà xúc phạm cô ta nha. Tôi cũng không nghĩ á, từng tuổi này nè, lấy nhau 20 năm rồi tôi phải phát ngôn như vậy. Ông nghĩ đi, ông nhìn lại ông đi, ông bao nhiêu tuổi rồi mà ông quen một đứa bằng tuổi con mình? Ông, tôi nói vậy ông đi đâu vậy? Ông vô. Ngồi đi. Mày, mày dám mày quá. Trời ơi, ông dám hú hí này hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ông hả? Ông nghĩ sao vậy hả ông? Hả? Ông nhìn nó đi. Nè nè nè, cái gì? Thôi. Nè, ông nhìn nó đi. Con mà làm cái gì vậy? Ông nhìn đi, ông nhìn nó đi. Hả? Ông nhìn nó đi. Có phải nhỏ hơn con mình không? Ông nghĩ sao mà ông già như vậy mà ông gặp gối đâu hả? Hả? Tại sao vậy hả? Bà đừng có ăn nói hồ đồ, đừng có dụ phán xét người ta. Phán xét gì? Bây giờ á, bữa nay đã con lại đây con gặp ba con á, thấy sự thật như vậy đó, con nghĩ sao? Thôi, hai má con bà im đi. Nè, nhìn đi. Bà còn nhớ chiếc vòng này không? Anh mới đi công tác về, có quà cho hai công chúa bé nhỏ của mình nè. Quà đẹp gì? Nè, mỗi cái anh đều có khắc tên con. Này là An Nhiên nè, này là Ánh Linh. Phía sau á, anh còn ghi số điện thoại của nhà mình nữa. Trời ơi, ông xã chu đáo quá hả? Đây là kết quả xét nghiệm ADN. Trà chính là An Nhiên, con gái ruột của mình. Đây là sự thật sao anh? Đúng, đây là sự thật. Một chút nữa bé Trà sẽ tới đây. Mình hãy nói sự thật cho má biết nha. Sự thật gì mà anh lại giấu em, làm cho em nghi ngờ. Vào đây con. Má, đây là bé An Diêm. Con gái, con gái là để mẹ con. Má, cháu nội của má nè mà. Chào bà nội đi con. Con chào bà nội. Ngày con mới chào đời á, con hay khóc đêm. Rồi bà nội á, thức trắng đêm để chăm sóc cho con. Từ ngày con mất tích á, bà nội mới buồn khổ, thương nhớ con, nên lâm ra trầm cảm. Rồi bà nội bị bệnh, bà nội không còn nói được kể từ đó. Nhiên. Má, má, anh, má, má nói được rồi. Rồi xin lỗi con. Má, má, tất cả là do lỗi của má. An Nhiên, tha lỗi cho nội nha. Cái gì mà anh thở dài dữ vậy anh? Chắc phải bán căn biệt thự này mới đủ tiền trả nợ. Trời, anh bán căn biệt thự này rồi mẹ con em ở đâu, rồi má ở đâu? Từ từ tính.
Nè, gia đạo của bà có một nữ nhi mới chào đời theo phá đó nha. Nữ nhi? Ý thì nói là bé gái cháu nội của tôi á hả? Hả? Có cháu nội mới chào đời đúng không? Dạ dạ. Nó theo phá đó, phải loại trừ nó đi. Loại trừ nó đi là làm sao thầy? Tức là đem cho nó vào một cái nhà nào mà nghèo thiệt là nghèo, khoảng chừng nó 15-16 tuổi thì hãy rước nó gì à. Mấy chú cầm tiền giúp cho tôi cái chuyện này nha. Trời ơi, kinh quá kìa. Cục vàng của anh Dũng đó má. Mỗi sáng mình ra phơi nắng ở công viên này nè, tốt lắm á. Ừ. Dạ. Rộng thoáng mát này con. Dạ. Ít. Má ơi. Sao vậy? Hình như nó tè. Dạ hả? Má ngồi đây má. Ừ. Má bế cháu đi. Con đây ra xe. Đây đây. Dạ. Con ra xe cái con lấy tả vô con thay cho em. Đây nào dạ. Nha. Con nội chút xíu vô nha con. Này ẩm con nha. Cưng cưng nha mẹ. Ha. Cưng cưng nha. Kìa. Con của tôi. Trả con tôi ra. Con của tôi. Con của tôi. Trả con tôi lại đi. Cũng vì mê tín mà má mất hết lý trí. Má đã cho người tìm kiếm An Nhiên bao nhiêu năm rồi mà không thấy. Má, má chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. An Nhiên gặp lại con là nỗi đã mãn nguyện rồi.